Xe buýt thành phố Hồ Chí Minh tăng chuyến phục vụ người dân tham gia lễ hội Nghinh Ông, Cần Giờ. Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm mỗi ngày 26 chuyến đối với hai tuyến xe buýt số 77 và 90 trong dịp lễ hội Nghinh Ông, Cần Giờ năm 2023. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đến tham gia lễ hội Nghinh Ông, Cần Giờ diễn ra từ ngày 28 đến hết ngày 30 tháng 9, Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các chuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ. Theo dự báo, trong dịp lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2023, lượng hành khách đi và đến huyện Cần Giờ bình quân mỗi ngày khoảng 3.690 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các tuyến xe buýt số 77, Đồng Hòa, Cần Thạnh và tuyến xe buýt số 90, Phà Bình Khánh, Cần Thạnh sẽ tăng số chuyến hoạt động trong ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Cụ thể, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm 26 chuyến một ngày của hai tuyến xe buýt số 77 và 90 trong dịp lễ hội Nghinh Ông, Cần Giờ năm 2023. Trong đó, tuyến xe buýt số 77 điều chỉnh từ 60 chuyến một ngày lên 72 chuyến một ngày, tăng 12 chuyến một ngày. Tuyến xe buýt số 90 điều chỉnh từ 130 chuyến lên 144 chuyến một ngày, tăng 14 chuyến một ngày. Trong dịp lễ hội này, Ban Quản lý Bến thuộc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ khu vực trạm, bến xe và an toàn cho hành khách đi xe buýt. Đồng thời, Phòng Quản lý Dịch vụ Giao thông Công cộng được giao phối hợp cùng PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh, xử lý các nội dung liên quan đến an ninh trật tự và triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động xe buýt trong dịp lễ hội Nghinh Ông, Cần Giờ năm 2023. Nhân viên điều hành của đơn vị vận tải sẽ phối hợp cùng với nhân viên điều hành Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh để điều hành hoạt động trên tuyến cho phù hợp với lượng hành khách nhằm đáp ứng yêu cầu đi lại của hành khách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.